Hoa hậu Trang Lương và Vũ Quang Vinh xin đón chào quý vị đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV trên các băng tần 57.19 và 16.12 trên hai miền Đa Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy điểm qua một số những nội dung đáng chú ý như sau. Thủ tướng Đức Scholz gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Texas có số người từ chối bầu cử cao nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Cựu Tổng thống Donald Trump nói sẽ rất có thể tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Trong cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã xuất viện. FBI cảnh báo các giáo đường Do Thái ở New Jersey về mối đe dọa đáng tin cậy. Vâng, và kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do xứ ngôn viên ca sĩ Vũ Quang Vinh trình bày. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem. Thủ tướng Đức Scholz gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bắt đầu chuyến thăm một ngày tới Trung Quốc vào hôm thứ Sáu, và Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp ông tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Đức đã nói với ông Tập Cận Bình rằng thật tốt khi chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi rất sâu về tất cả các vấn đề mà chúng ta muốn và có thể thảo luận về mối quan hệ song phương của chúng ta, khả năng tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế cũng như đương nhiên là các vấn đề mà chúng ta có các quan điểm khác nhau. Ông Tập cho rằng chuyến thăm sẽ tăng cường hơn nữa hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên và làm tăng cường hơn sự hợp tác trong các lĩnh vực cũng như đem lại cho hai quốc gia cơ hội phát triển quan hệ song phương. Ông Scholz là nhà lãnh đạo G7 đầu tiên đến thăm Trung Quốc trong 3 năm và là nơi bắt đầu đại dịch COVID-19. Chuyến thăm của ông sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm manh mối về mức độ nghiêm trọng và nghiêm túc của Đức trong việc giảm sự phụ thuộc kinh tế vào siêu cường đang lên của Âu châu Á và đối đầu với sự lãnh đạo của Cộng sản. Các mối quan hệ thương mại sâu đậm ràng buộc hai nền kinh tế lớn nhất châu Á và châu Âu với sự mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc và nhu cầu đối với xe hơi và máy móc của Đức đã thúc đẩy sự tăng trưởng của chính quốc gia này trong hai thập kỷ vừa qua. Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức vào năm 2016. Kính thưa quý vị, Texas đã có số người từ chối bầu cử cao nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Texas có nhiều ứng cử viên chính trị từ chối kết quả bầu cử năm 2020 đang tranh cử vào Hạ viện Hoa Kỳ hoặc các văn phòng trên toàn tiểu bang hơn bất kỳ tiểu bang nào khác của Hoa Kỳ. Đó là theo như một nghiên cứu của trang web phân tích thăm dò chính trị 538 đã xem xét lập trường về kết quả bầu cử của tất cả các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tranh cử vào các ghế Hạ viện, Thượng viện, Thống đốc, Ngoại trưởng và Tổng trưởng lý trên toàn quốc vào năm 2022. Trên toàn quốc thì 201 trong số 552 ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tranh cử vào tháng 11 này đã được phân loại là phủ nhận hoàn toàn kết quả bầu cử năm 2020. Tại Texas, 538 chỉ ra 24 đảng viên Cộng Hòa đang tranh cử hoàn toàn phủ nhận kết quả bầu cử năm 2020. Carmen Maria Montiel, một đảng viên Cộng Hòa đang tranh cử cho khu vực Quốc hội thứ 18 của Texas tại Hạ viện Hoa Kỳ, là một trong số họ. Việc một ứng cử viên Cộng Hòa từng phủ nhận kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020, công khai suy nghĩ về cuộc bầu cử giữa kỳ và đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong giới quan sát chính trị Hoa Kỳ. Carmen Maria Montiel là một trong nhiều người Cộng Hòa đã tuyên bố rằng họ có thể làm theo chiến thuật của ông Trump khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn cách vài ngày. Cựu Tổng thống Donald Trump nói sẽ rất có thể tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố vào hôm thứ Năm, ông sẽ rất có thể tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Ông đã đưa ra nhận xét khi tham dự một cuộc vận động tranh cử ở Iowa trước cuộc bầu cử giữa kỳ để ủng hộ các đảng viên Đảng Cộng Hòa. Ba cố vấn của ông cho biết, ông đang xem xét tung ra một cuộc tranh cử thứ ba cho Tòa Bạch Ốc trong tháng này và đang gọi nhanh những người thân tín để tìm ra các kịch bản có thể xảy ra khi ông ấy có vẻ sẽ được hưởng lợi từ chiến thắng dự kiến của Đảng Cộng Hòa vào giữa nhiệm kỳ vào hôm thứ ba. Các cố vấn cho biết một thông báo trong những tuần tới cũng có thể loại bỏ các đối thủ tiềm năng cho sự đề cử của đảng, mặc dù họ nói thêm rằng có khả năng cựu tổng thống vẫn có thể trì hoãn quyết định hoặc thay đổi quyết định.
Các nhà dự báo và thăm dò bầu cử phi đảng phái cho biết nhiều khả năng đảng Cộng Hòa sẽ giành được đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ và cũng có thể có quyền kiểm soát Thượng viện. Điều này sẽ giúp cho họ có quyền chặn chương trình lập pháp của Tổng thống Joe Biden trong 2 năm tiếp theo. Hy vọng bầu cử của đảng Dân Chủ đã bị dập tắt bởi những quan ngại của cử tri về lạm phát cao và tỷ lệ chấp thuận đối của công chúng đối với Tổng thống Joe Biden đã duy trì dưới 50% trong hơn một năm, đạt mức 40% trong một cuộc thăm dò gần đây của Reuters IPSOS. Nhưng sau nhiệm kỳ 4 năm, gây chia rẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và do những người theo ông tấn công vào điện Capitol Hoa Kỳ. Rồi sau đó 2 năm, ông vẫn tiếp tục tuyên bố sai sự thật rằng thất bại của mình là kết quả của gian lận. Ông Trump hiện cũng vẫn không được yêu thích, với cuộc thăm dò tương tự vào cuối tháng trước cho thấy chỉ có 41% người Hoa Kỳ có thiện cảm với ông. Chồng của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã xuất viện. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi cho biết hôm thứ Năm thì chồng của bà đã được xuất viện tại Bệnh viện San Francisco, nơi ông đã trải qua cuộc phẫu thuật vì những vết thương phải chịu khi bị một kẻ đột nhập cầm búa tấn công vào nhà của vợ chồng bà cách đây 6 ngày. Chủ tịch cho biết là trong một tuyên bố do văn phòng của bà đưa ra, ông Paul Pelosi, 82 tuổi, là một giám đốc điều hành bất động sản và đầu tư mạo hiểm, vẫn được các bác sĩ chăm sóc khi ông tiếp tục tiến hành một quá trình phục hồi và dưỡng bệnh lâu dài ở nhà. Các giới chức nhập cư Hoa Kỳ nói rằng Paul WDP, 42 tuổi, người đàn ông bị buộc tội tấn công bằng búa, là một công dân Canada đã ở Hoa Kỳ bất hợp pháp 14 năm sau khi anh ta nhập cảnh với tư cách là một du khách. Cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE cho biết là họ đã ban hành thông báo tạm giữ với các nhà chức trách San Francisco để tìm kiếm quyền tạm giữ David WDP sau khi các thủ tục hình sự chống lại anh ta hoàn tất. Theo như ICE thì bị giam giữ tại nhà tù quận hạt San Francisco vào ngày 1 tháng 11. 4 ngày sau khi bị bắt, DP đã được chuyển giao cho ICE để có thể bị trục xuất về Canada sau khi chấp hành bất kỳ bản án tù nào mà anh ta nhận được. Anh ta có thể bị kết án đối tối đa từ 13 năm tù đến chung thân nếu bị kết tội. FBI cảnh báo các giáo đường Do Thái ở New Jersey về mối đe dọa đáng tin cậy. Văn phòng hiện trường của FBI ở Newark cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn, hãy cảnh giác. Tuyên bố không chia sẻ chi tiết cụ thể về mối đe dọa. Tuyên bố cho biết các đặc vụ của FBI đang điều tra vấn đề. Có ít hơn 3% người Hoa Kỳ là người Do Thái và các giáo đường Do Thái trên khắp Hoa Kỳ từ lâu đã cảnh giác với mối đe dọa của các cuộc tấn công bài Do Thái. Điều này làm tăng cao vào năm 2018 khi một người đàn ông tấn công những người tụ tập tham gia các buổi lễ Sabbath tại giáo đường Do Thái Tree of Life ở Pittsburgh, Pennsylvania, giết chết 11 người bằng một khẩu súng trường bán tự động. Thống đốc của tiểu bang New Jersey Phil Murphy cho biết trong một tuyên bố rằng văn phòng của ông đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để bảo đảm rằng tất cả các nơi thờ phượng đều được bảo vệ. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Vũ Quang Vinh và Trang Lương sẽ quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật như kêu gọi tưởng nhớ các nạn nhân của vụ giết vụ phụ nữ nhân ngày phụ nữ thiệt mạng và những tin tức từ Việt Nam và tin tức cộng đồng. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem.